Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với Tin Mới. Trong số trước, chúng ta đã hiểu rất rõ việc Liên Xô loay hoay như nào khi viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Một mặt thì muốn thể hiện mình là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, muốn cho Trung Quốc biết như thế nào là đệ độ, thế nhưng một mặt lại không muốn làm mất lòng Mỹ. Chính vì thế mà Liên Xô đã phải hạn chế viện trợ cho Việt Nam. Năm 1972, đó là năm mà Việt Nam bị rơi vào cái thế cô lập hoàn toàn bởi cả Trung Quốc, Liên Xô và Mỹ. Về ông Mỹ thì thôi khỏi phải nói, ông ấy đấm mình có thương tiếc gì đâu. Về Trung Quốc thì ngày 28 tháng 2 năm 1972, Chu Ân Lai và Nixon đã ký thông cáo chung Thượng Hải. Họ đã liệt kê ra 3 cái cam kết với nhau liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương, đổi lại thì Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống bá quyền Liên Xô. Thứ hai là Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam, đổi lại Hoa Kỳ phải giảm dần và rút lui hoàn toàn các căn cứ quân sự và quân đội của Hoa Kỳ ở Đài Loan. Thứ ba là Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam sau khi có hiệp định hòa bình. Đổi lại thì Hoa Kỳ phải ủng hộ Trung Quốc giữ ghế thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay thế cho Đài Loan. Đây là minh chứng đầu tiên cho ta thấy được mình cũng chỉ là món hàng để các nước lớn họ lôi ra đàm phán với nhau mà thôi. Mục đích đầu tiên vẫn là lợi cho nước của họ và mục đích cuối cùng cũng là lợi cho nước của họ. Còn về phía Liên Xô, việc Trung Quốc giảm viện trợ cho Việt Nam và đột ngột bắt tay với Mỹ đã khiến cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc không còn nhiều ý nghĩa với Liên Xô như trước. Năm 1972, Liên Xô đang trong quá trình đàm phán như Hoa Kỳ về vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn 1, gọi tắt là SALT 1. Dự kiến, ngày 20 tháng 5 năm 1972, Nixon sẽ đến Moscow và hòa đàm với SALT 1 sẽ khai mạc tại đó. Đồng thời, Liên Xô cũng muốn làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam. Nixon nói trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 3 năm 1972 tại Nhà Trắng rằng không có sự hợp tác của Liên Xô thì Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho việc thúc đẩy nhanh tiến trình giải quyết chiến tranh tại Việt Nam. Chính vì điều này, Liên Xô muốn Bắc Việt Nam chưa nên tấn công vội. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội đã gặp Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh và thông báo hai điều. Một là Kissinger chuyển lời nhắn. Nếu phía Việt Nam muốn thỏa thuận nghiêm túc các con đường đi tới giải pháp thì Hoa Kỳ sẽ có thái độ tương tự. Thứ hai là nếu không như vậy thì sẽ đi vào bế tắc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể rơi vào tình thế hết sức khó khăn do các đơn vị chủ lực đã tung hết vào Nam và sa lầy trong đó. Mỹ có thể mở một chiến dịch lớn ngay trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cứ tưởng dọa thế là mình sẽ sợ. Thế nhưng có phải đâu, ngày 6 tháng 4 năm 1972, khi được tin Liên minh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam mở một cuộc tấn công lớn, Nixon đã cay, không để đâu hết cay, đành phải lên tiếng phát biểu rằng tôi không thể dự hội nghị cấp cao SALT 1 và chạm cốc Bedjep khi mà xe tăng Liên Xô chạy ầm ầm qua Huế hay Quảng Trị được. Hội nghị cấp cao chẳng đáng một đồng, không cần mưa nó bằng thất bại ở Việt Nam. Rất may cho Liên Xô là vào cuối tháng 4 năm 1972, Kissinger đã báo cáo xác nhận với Nixon rằng người Xô Viết đã không đáp ứng yêu cầu mới nào về trang bị của Bắc Việt Nam. Đồng thời, họ cũng không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam là chở hàng viện trợ vào Hải Phòng. Thay vào đó, Liên Xô đã đi vòng vèo vào Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Liên Xô đã sang Hà Nội và khuyên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đáp ứng đề nghị của Mỹ rằng thôi em à, đánh nhau thì đánh nó cũng vừa phải thôi, chú đánh thẳng Mỹ như thế thì cũng khó xử cho anh. Bây giờ anh cũng muốn hòa giải với nó, chứ tình hình như thế này thì căng quá, chú cũng tìm cách hòa giải với nó đi, chứ không thì cả hai anh em mình cùng khổ. Rõ ràng đây lại là một minh chứng nữa để cho ta thấy được quyền lợi của các nước lớn vẫn là trên hết, chứ còn quyền lợi của các nước nhỏ như Việt Nam thì bao giờ cũng phải xếp sau. Minh chứng cho việc muốn Việt Nam kìm hãm đánh nhau để mình phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ một cách bất lợi. Đó là từ cuối năm 1971, Liên Xô đã giảm rất nhiều việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho mình. Đạn tên lửa SA-2 đã giảm từ 45 quả một năm xuống còn 12 quả một năm. Phụ tùng của máy bay MiG-21 từ 50 đơn vị một năm xuống còn 20 đơn vị một năm. Các loại vũ khí mới hơn như kiểu xe tăng T-62, tên lửa SAM-3 hay máy bay MiG-23 cũng không đưa sang cho Việt Nam.
Đây cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ tự tin như vậy khi mang B-52 ra Hà Nội để ném bom. Họ hiểu rằng Trung Quốc thì cấm cản, Liên Xô thì không viện trợ thêm vũ khí xịn. Thế thì bố bảo ông Việt Nam cũng không thể nào ăn được B-52 của nó. Đơn giản bởi B-52 là niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ. Từ trước đến nay có ai bắn hạ được B-52 của nó đâu. Những nước lớn như nào nghe tới B-52 còn sợ nữa là Việt Nam. Chính vì thế mà Mỹ nó tự tin đến nỗi nó mang hẳn B-52 không cần trang bị ra để đánh Việt Nam đúng dịp Noel chùa gấu. Không cần phải chuẩn bị thêm gì nhiều. B-52 cứ bay nhông nhông trên bầu trời Hà Nội, chẳng có gây nhiễu hay là bố trí đội hình làm gì cả. Cứ tưởng là ngon ăn, thế nhưng mà hóa ra lại rụng như sung. Chính vì thế mà Mỹ đã phải mở đợt 2 để tấn công vào Hà Nội. Lần này thì rút kinh nghiệm, B-52 là phải được trang bị chỉnh tề và đầy đủ các loại vũ khí như bộ phận gây nhiễu, rồi thì đội hình bay, chiến thuật các thứ phải được tính toán cực kỳ kỹ. Lần trước là anh chủ quan thì chú mới ăn được thôi, còn lần này thì đợi đấy nhá. Không ngờ là lần thứ hai này mình phải đợi thật. Bà con khi mua đồng nát, sắt vụn đứng ra giữa đồng đợi lần lượt từng cái máy bay B-52 nó rụng. Và chính việc phải thua trên bầu trời Hà Nội như vậy mà Mỹ mới đồng ý ngồi vào bàn đàm phán Paris năm 1973 và mình mới có thể giải phóng được đất nước năm 1975. Việc mình giải phóng được đất nước đã khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng. Mỹ thì thôi khỏi phải nói rồi, nhiều ông chiến binh của Mỹ đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Trung Quốc thì cũng vậy, họ đã bao giờ muốn Việt Nam hòa bình đâu. Họ luôn tìm cách để mình không được độc lập, phải phụ thuộc vào họ. Thế nhưng rồi chả hiểu tại sao mình lại đứng lên giành lại độc lập được. Còn với Liên Xô thì như chúng ta đã rõ, họ viện trợ cho Việt Nam chỉ là để lấy số với Trung Quốc, lấy số với các nước xã hội chủ nghĩa mà thôi, chứ chưa bao giờ họ tin Việt Nam có thể đánh thắng được Mỹ cả. Với Mỹ thì Liên Xô chỉ muốn làm sao cho Mỹ càng xa lầy và Việt Nam càng tốt. Có như thế thì Liên Xô mới dễ làm việc được ở châu Âu. Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975, Việt Nam đã cố gắng thực hiện chính sách cân bằng với cả Liên Xô và Trung Quốc. Cùng với đó là nỗ lực để mở cánh cửa quan hệ với một số nước tư bản như Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Na Uy và kể cả Mỹ để không phải phụ thuộc vào một mình Liên Xô. Việt Nam mình hiểu rằng ở cái thế giới này làm gì có ai tốt với mình đâu, tất cả đều phải đi kèm với lợi ích của họ đằng sau hết. Chính vì thế mà chơi với mỗi Liên Xô đến lúc Liên Xô quay xe một phát thì chỉ có khổ. Thế nhưng điều này lại khiến cho Liên Xô không hề hài lòng. Ngoài mặt thì Liên Xô luôn muốn Việt Nam đàm phán với Mỹ để đi đến hòa bình. Thế nhưng bên trong thì lại muốn Việt Nam ngả theo Liên Xô để cùng họ dẹp Mỹ và phương Tây. Trong chuyện này, tất nhiên Việt Nam không theo phe nào cả. Việt Nam đã gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tháng 9 năm 1976 và nhận được 36 triệu đô trong khuôn khổ chương trình của họ. Việc Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên tham gia tổ chức này đã khiến cho Liên Xô tức giận vô cùng. Vì đối với Liên Xô, khi IMF là phương tiện đắc lực để các đế quốc bóc lột các nước đang phát triển. Các nước tư bản có quỹ tiền tệ IMF thì khối xã hội chủ nghĩa có hội đồng hợp tác kinh tế gọi tắt là Common. Đây là hội nhóm mà Liên Xô yêu cầu tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều phải tham gia. Thế nhưng Việt Nam đã không làm điều đó, bởi mình không muốn ngả về bên nào và không muốn tự biến mình thành một đấu trường để Liên Xô và Trung Quốc nhảy vào đánh nhau. Tất nhiên, Liên Xô không thể nào chấp nhận được điều này và đã có những động thái giúp dân sự, giúp đỡ của họ đối với Việt Nam. Theo như Nayan Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn đã mô tả lại tình cảnh lúc đó rằng cố vấn quân sự của Liên Xô đã giảm từ 60 xuống còn 40 ngay sau đại hội đảng tháng 12 năm 1976. Tới tháng 4 năm 1977, chỉ còn có 25 người, viện trợ quân sự hàng năm của Liên Xô cho Việt Nam giảm xuống còn 20 triệu đô la. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô tụt xuống tới mức khiến cho các nhà ngoại giao Liên Xô ở Hà Nội phải công khai than phiền rằng Việt Nam đã vô ơn. Tiếp nữa, tại đại hội đảng lần thứ 4 vào tháng 12 năm 1976, Việt Nam tuyên bố thống nhất đất nước và khởi động những kế hoạch tái thiết. Trưởng đoàn Liên Xô là ông Mikhail Sulov đã tới tham dự để thuyết phục Tổng bí thư Lê Duẩn hợp tác hoàn toàn với khối xã hội chủ nghĩa bằng việc gia nhập Common, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Xã hội Chủ nghĩa. Thế nhưng tất nhiên đây là một bài toán mà Việt Nam không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được. Và chính sự ngập ngừng như vậy đã khiến cho Liên Xô tỏ rõ sự giận dữ. Họ bắt đầu thể hiện thái độ thông qua việc rên rứ viện trợ cho mình. Những gì mà Liên Xô hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam ngay lập tức gặp trục trặc về thời gian vận chuyển. Nhiều thời điểm, hàng viện trợ thiết yếu của Liên Xô cho Việt Nam bị ngưng hoàn toàn, ngành công nghiệp của mình thiếu từ mọi nguyên liệu cũng như thiết bị từ Liên Xô. Đây là giai đoạn đúng theo kiểu chó ăn đá, gà ăn sỏi của nước mình. Trung Quốc thì ngừng viện trợ từ năm 1975 và bắt đầu thi hành chính sách chống Việt Nam bằng cách ủng hộ Pol Pot. Quan hệ với Mỹ và phương Tây thì vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước
chưa có niềm tin vào nhau. Trong khi đó thì người bạn lớn nhất là Liên Xô lại ngập ngừng trong việc viện trợ do mình không tham gia Hội đồng Hợp tác Kinh tế với Xã hội Chủ nghĩa Common. Nayan Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn đã bình luận về giai đoạn này rằng Việt Nam phải gánh thêm rất nhiều nỗi chua chát vì cơn giận dữ của Liên Xô. Cùng với đó là chính sách ngoại giao rất phức tạp mà Việt Nam phải đối đầu. Dường như Liên Xô đã làm cho kinh tế Việt Nam thêm khủng hoảng. Vậy câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã làm gì để thoát khỏi giai đoạn này? Mỹ đang đứng ở đâu trong các lựa chọn của Việt Nam? Nếu sau chiến tranh, mình muốn làm bạn thân thiết với Mỹ để cùng phát triển thì có được hay không? Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tin Mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.